Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng thân thương, quay lại với kênh Máy Xúc Người Ở Xe Ben của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được phục vụ một anh trai đẹp trai nhất Kiên Giang, An Giang, cái sản phẩm Volvo này. Hôm nay chúng tôi mới về xong. Mới về thì anh trai tham khảo và quyết định mua qua hình. Thì chúng tôi sẽ bàn giao trong 2 ngày tới, bàn giao về đến An Giang cho anh Kha. Bà con nhà mình mà mua bất cứ một cái sản phẩm máy xúc đà nào có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở góc trái màn hình video. Nếu ở khu vực Tây Nguyên có thể đến trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Bà con nhà mình khu vực miền Nam thì có thể đến Bình Dương, Thuận An, Di An, Bình Dương và khu vực quận 9 thành phố Thủ Đức. Chúng tôi có 3 cơ sở và xe chúng tôi để 3 nơi. Thông qua video này chúc anh Kha làm ăn hồng phát với cái sản phẩm, anh đã tin tưởng bãi của chúng em và lựa chọn cái sản phẩm này để phục vụ gia đình. Cảm ơn anh và chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.